Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin tiếp theo trên kênh của Hiếu Phan Blog. Thì nội dung thông tin này chúng ta sẽ cùng nghe một ông chú nhân chứng vạch mặt ông Thích Huệ Thuận nha thưa quý vị. Thì ông này có cái pháp danh mà cộng đồng mạng đặt cho ông này cái tên mới, đó là Thích Huệ Thẹn. Đó, thì trước khi mà chúng ta nghe ông chú này chia sẻ về ông Thích Huệ Thẹn này á, thì Hiếu cập nhật một cái thông tin khá là đau lòng có liên quan đến sư Thích Minh Đạo thưa quý vị khán giả. Đây là một cái thông tin mới nhất và cũng được một trang Facebook có tên là Võ Hồng Ly cũng chia sẻ cho chúng ta được biết sau khi mà nghe sư Thích Minh Đạo nói lời sau cùng với những đứa trẻ mồ côi tại tu viện của thầy thưa quý vị. Thì cái nội dung thông tin có liên quan đến sư Thích Minh Đạo: kể từ hôm nay, tu viện Minh Đạo sẽ chính thức đóng cửa sau gần 20 năm kêu mang và nuôi dạy những trẻ em mồ côi. Cái tên tu viện Minh Đạo sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp đối với những chú tiểu mồ côi, với những Phật tử yêu chánh pháp và tin kính thầy Minh Đạo. Vì không còn là trụ trì nữa nên thầy Minh Đạo đã xưng anh hai với các con. Thầy sẽ nhập thất ẩn tu và thời gian tới sẽ có người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thay thế. Thương cho những chú tiểu sẽ bơ vơ với tương lai vô định. Em nào còn gia đình, người thân thì sẽ trở về nhà. Còn em nào coi cút không còn ai đến nhận thì sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em. Cố giấu đi sự buồn bã, thầy Minh Đạo đã gửi những lời dặn dò cùng những lời tâm tình chia tay đầy xúc động, bên cạnh những giọt nước mắt lã chã rơi của những chú tiểu luôn coi thầy là cha và của những người thân hữu luôn kề cận bên thầy trong suốt những năm qua. Trân trọng cảm ơn thầy, một bậc chân tu thật sự đã tỏa sáng trong thời mạt pháp ưu tối. Đây là cái bài viết của chị Võ Hồng Ly tường thuật lại cái buổi chia sẻ của sư Thích Minh Đạo, nói những lời sau cùng động viên đối với những chú tiểu ở tu viện suốt thời gian vừa qua. Thì cái tình cảm thầy trò với nhau cũng gắn bó, nhưng mà bây giờ thì cái sự việc mà thầy nhập thất ẩn tu á thì làm cho các bé rất là buồn và có những giọt nước mắt rơi. Thì Hiếu cũng có xem cái đoạn video clip này ở trên trang Facebook của Hồng Ly thưa quý vị khán giả. Đó, thì quý vị khán giả muốn xem á thì quý vị khán giả bấm Võ Hồng Ly nha. Võ Hồng Ly thì sẽ ra thôi. Đây là trang Facebook của Võ Hồng Ly. Đó, thì Hiếu cũng để cái trang Facebook này trên màn hình cho quý vị xem là thầy sẽ nói gì. Bởi vì cái đoạn video clip của thầy chia sẻ nó rất là ồn, cho nên là Hiếu không thể nào để lên cho quý vị khán giả nghe. Chúng ta cũng không nghe là được rõ lắm đâu thưa quý vị. Đó, nhưng mà qua cái bài chia sẻ này thì chúng ta cũng đã biết được cái sự việc nó rất là đau lòng về cái cuộc chia ly giữa sư Thích Minh Đạo và những trẻ mồ côi ở đây. Đó là một cuộc chia ly đầy nước mắt thưa quý vị khán giả. Thì sắp tới đây thì bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cử người đến để mà thay thế, thì không biết là ai đây, không biết là thợ tu Sàm Tăng Thích Cúng Dường nào đây, thì chúng ta còn chờ đợi thời gian nhé. Nhưng mà trong cái sự việc này Hiếu thấy á, những ông Sàm Tăng thợ tu mừng nhất á, thứ nhất là ông Thích Huệ Thẹn, tức là Thích Huệ Thuận thưa quý vị, và cái thứ hai là cái ông Thích Thiện Thuận, hai ông Thuận luôn. Ông Thích Huệ Thuận thì ổng đổi tên cho sư Thích Minh Đạo là sư Phá Đạo, rồi lên công kích phỉ báng làm nhục sư Thích Minh Đạo rất là nặng nề. Hiếu với vị khán giả yêu thương sư Minh Đạo cũng đã từng nghe rồi, rất là bức xúc với ông này luôn, và thậm chí là những anh em yêu chánh pháp lên tiếng lên án đối với ông này. Đó, ông này mà về Việt Nam là hơi mệt đó thưa vị khán giả. Hiện tại đây thì ông đi lanh quanh ở đâu nước ngoài đó, du lịch hay là gì đó thưa quý vị. Còn ông thứ hai á là cái ông Thích Thiện Thuận,
Cái ông này là có ký tên trong cái văn bản của bên phía giáo hội Bà Rịa Vũng Tàu, yêu cầu giải cứu những đứa trẻ mồ côi tại tu viện Minh Đạo. Thưa vị khán giả, thì cũng làm cho dư luận rất là bức xúc với cái thích thiện thượng này. Bởi vì chúng ta tưởng rằng từ trước đến giờ ổng là một người tu hành chân chính, là một bậc chân tu đúng không ạ? Nhưng không ngờ ổng lại có một cái tâm rất là tham sân si đố kỵ. Và bây giờ thì cái trường hợp của sư Thích Minh Đạo xảy ra như vậy rồi, thì chúng ta thấy là mấy cái ông Sàm Tăng thợ tu như là hai cái ông Thuận này chắc có lẽ là vui lắm đây. Không biết là ông nào sẽ về thay thế làm trụ trì tu viện Minh Đạo thì chúng ta còn chờ đợi nha thưa vị khán giả. Nhưng mà nói gì nói mà những cái ông mà Sàm Tăng thợ tu mà đụng tới bậc chân tu như là sư Thích Minh Tuệ hay là sư Thích Minh Đạo đó, thì sớm muộn gì cũng coi như là bị nghiệp quật cả thưa vị. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả của mấy ông này sẽ như thế nào, thì Hiếu sẽ cập nhật gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Và tiếp theo thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với ông chú, ông tên là chú Bình hay gì đó thưa vị, biết rất là rõ về cái ông Huệ Thuận này. Thì chú cũng có một cái đoạn video clip chia sẻ với những anh em YouTube bảo vệ chánh pháp, yêu thương sư Thích Minh Đạo. Thì Hiếu cũng xin cập nhật cái đoạn video clip này từ một anh YouTube đó để mà gửi cho vị khán giả được biết nhé. Rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và theo dõi nội dung sau đây của chú tên là Bình chia sẻ, thì vị khán giả sẽ hiểu rõ hơn về cái ông Huệ Thuận này. Bên cạnh đó thì vị khán giả cũng để lại lời cầu nguyện chúc phúc cho sư Thích Minh Đạo và sư Thích Minh Tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả và không gặp bất cứ kiếp nạn nào nữa nhé. Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe. Chúc quý vị khán giả trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Video sau đây khá dài, rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và ủng hộ cho Hiếu nhé. Cảm ơn quý vị, mời vị khán giả cùng nghe. Mình cũng không muốn nhắc tới cái tên mấy cái ông sư mà như vậy, không đáng để cho mình nhắc hết không. Thành ra chú cũng biết về thông tin ông Túc Đỉnh. Ông này là rất rất ổng là người ở Phan Thiết á. Trước kia không biết làm sao mà ông trôi nổi vô tới Sài Gòn á. Ông hành nghề xe ôm, ông làm nghề xe ôm, bây giờ ông thì bán trái cây á ở chỗ chùa Quan Âm á. Rồi ông cũng vô đó là ông y yến xuất gia mà là ông hòa thượng trong đó ông không nhận, ông đuổi đó. Rồi cái nhờ ông nào nữa mới đi qua cái chỗ chùa khác mà hai chùa người ta cũng đều là không chấp nhận hết, ta đuổi có vấn đề rồi người ta mới không nhận đó. Người ta thấy cái người không phải là cái người tu, mà à bây giờ cái ông này thật sự con nhìn thấy coi ổng thấy là cái người tu. Nếu mà thật sự là cái người tu thì ai tu sao thì được thì người ta tu, cũng như con ăn thì con no, còn chú không ăn thì chú không no, tội con làm thì con lãnh, chú không làm gì chú không có tội. Đó. Con này ổng tu người ta cũng tu mà ổng cứ xôi xỉa người ta, rồi ổng lên ổng đăng đàn ổng tới sống người ta tùm lum á, rồi ổng trời ơi, chửi. ủa tại sao cái gì mà có vụ đăng đàn tới sống gì nữa? Ổng đăng đàn ổng cúng cụ hồn á, cái ngày hôm kia là ổng đăng đàn ổng cúng cụ hồn, mà lại là ổng tới sống ông Minh Đạo, ổng cúng tới sống ông Minh Đạo. Ổng nói là ông sư Minh Đạo bây giờ là ổng không gọi là ông sư Minh Đạo nữa, mà ổng gọi là ông phá đạo, mà chính là ổng mới là người phá đạo. Ông Minh Đạo, ông sư Minh Đạo bây giờ ổng xin với giáo hội Phật giáo Việt Nam là cho ổng rời khỏi cái giáo hội, ổng không còn dính líu cái giáo hội nữa, là ổng đi nhập thất, ổng đạo con đường riêng tu riêng. Thì ổng cũng không phải tu cái nền tảng của cái đạo khác mà cũng là đạo Phật. Thì trong đạo Phật nó tới là mấy chục ngàn mấy vạn pháp môn đó, thì ai muốn chọn pháp môn nào tu thì tu, chứ đâu có liên quan gì tới ổng. Ổng tu thì ổng tu, với ông Minh Đạo ổng có đi tu thì ổng cũng có phá hoại gì nhà cửa ông đâu, có ảnh hưởng gì gia đình ổng đâu, mà ổng cứ nói hoài. Mà trở ngược lại con thấy không, cái người ta đã tu rồi thì con có nói gì người ta cũng nhịn, người ta cũng bỏ.
Rõ ràng luôn, cũng như ông Siêu Minh Tuệ cũng vậy. Bây giờ có chửi ông cũng nín thinh. Mà ông cũng nín thinh. Rồi ông Siêu Minh Đạo cũng vậy. Không ăn nhậu gì còn mấy ngày đâu được. Tự mọi móc người ta, kiếm người ta rồi nói người ta này kia cái nọ. Nên người ta phá đạo cái đồ này kia mà chính mấy ông là người phá đạo. Như là hồi trước đó, là ông bần cùng lắm á. Ông ăn nhậu say sưa nhưng mà không còn đường nào thoát á. Vợ ông thì đi bán trái cây, vợ ông là lên bờ xuống ruộng á, yếu lắm luôn. Bởi vì trong nhà chùa không có nhà chùa nào chấp nhận á. Rồi tới có lúc qua ông đi được vô tu ở trong chùa nào đó, thì có người xuống xuống tóc với ông xuất gia đó, ông xuất gia rồi không biết ông phạm cái gì đó, mà ông Đức Pháp Chủ Thích Chí Quảng ông Thích Chí Quảng là Đức Pháp Chủ của mình bây giờ là tổ sư mình hiện nay đó, là đích thân là đuổi ông này. Trời ơi, là không chấp nhận này được, bị ông này ổng có nhiều cái khuyết quá là không chấp nhận được. Rồi bây giờ ông biết là đi Ấn Độ, đi Mỹ, đi Pháp gì đâu không biết, bây giờ trở lại là đăng đàn lên mà chửi tới ông Sư Minh Tuệ, rồi chửi tới ông Sư Minh Đạo, mà mấy ông này làm gì lỗi mà ông chửi. Mà không biết ở đâu ra mà là gì mà đi đi Pháp, đi nước này nước kia hết chút, con không hiểu luôn. Rồi bây giờ ông còn nói cái kiểu này nè, mà theo như ông nói mà ông không có ngượng miệng. Ổng có quyền gì mà ổng đưa ông Sư Minh Tuệ đi qua Ấn Độ đặng cho ông Sư Minh Tuệ nhập vô cái hệ phái là tu gì đó, cái gì kỳ vậy? Thì đó nó kỳ, có người mà ổng không phải là cái người tu, theo đáng lý là ổng bây giờ là mặc cái áo vàng nha, thì mình cung kính ổng là ông sư, chứ thật sự là nếu mà kêu ổng là ông sư thì mình hơi tội á. Cái sư cũng có vậy, nếu mà nói về nhà Phật thì ông sư cũng có vậy. Đúng là kêu ông bằng thằng, đúng là kêu hòa phải bằng thằng, nhưng mà bây giờ mình tên là mình kêu ông sư, nếu kêu bằng thằng thì mình thấy nó hơi kỳ. Chứ đúng là theo như chú cứ gọi bằng thằng. Con thấy mọi người á gọi là sư là có một phần là bởi vì là cái y nó trên người á, đúng rồi, ta đã tôn 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 là tôn trọng cái y. Chứ còn mà cái phần bên trong cái tâm á, cái này gọi là kêu là một dạng là thành phần mà không được thì gọi là thành phần bất hơi bị bất hảo đó, còn coi xúc phạm nhiều người á. Rồi bây giờ nếu mà ai lên đó mà phê phán ổng á, thì ổng sẽ quật lại người ta liền, ổng hăm dọa đủ thứ á. Có cái ông sư ở đâu đó, ông Thích Thiện Lễ đó, thấy ổng nói nhiều cái sai quá, ông kêu lên tiếng á, ông hâm ông Thiện Lễ là ông kêu quần chúng á, ai biết ông Thiện Lễ ở đâu á, chỉ cho ông biết, đặng ông ngày gần đây là ông sẽ về Việt Nam, đặng ông sẽ lên tới chỗ mà giáo hội Phật giáo Việt Nam á, đặng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam trục xuất ông kia. Trời ơi, đó, bắt việc giáo hội Phật giáo Việt Nam trục xuất ông kia để là ông kia ổng lên ổng binh vực mấy ông sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo đó. Gọi lại là ổng trở ngược lại là ổng tôn con Lê Thị Miễn. Lê Thị Miễn à? Con Lê Thị Miễn nó làm không biết làm cái nghề gì ở ngoài đâu, ở ngoài Ma Lai gì đó. Theo mà chú nghe cái tin nói là con nhỏ này nó làm cái nghề cũng là xã hội không chấp nhận đó. Nhưng mà nó lên nó nói xàm lắm, rồi ổng là ổng nó nhỏ đó nó tốt cùng phe cùng phe, bởi vì người ta nói tu mà không đi theo 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 tu theo theo Phật, mà tu mà đi theo quỷ theo ma thì cái đó người ta gọi là ma tăng là đúng rồi, mà nếu mà kêu ma tăng là đúng giọng ông khác. Bây giờ mà nói tiếng ma tăng thì nó nghe nặng nề cho những cái ông mà chung chánh, mấy ông mà thiện căn thiện tu. Thì mình nói nó tội cái miệng mình lắm. Nhưng mà có một số nó tệ hơn hơn cái lời nói nữa. Nhưng bây giờ nói bằng ma tăng thì nó cũng chưa có xứng đáng, chưa có xứng đáng đối với mấy ông đó, nhưng mà tội cho mấy ông kia. Thí dụ như 1.000 ông thì nó có chừng 50 ông hay 30 ông gì đó là xàm. Còn 995 ông kia thì người ta là người tu, chân chính người ta người thật tu, người ta làm chuyện lương thiện. Mà có 50 ông này vô cái
thành ra kêu mới kêu hết luôn à. Con sâu làm đầu rồi. Đúng rồi. Này đó. Mà theo lý là bây giờ như chú mà chú nghĩ như giáo hội chắc là cũng có nhìn thấy rồi đó. Dạ. Những cái thành phần mà bất hảo như cái ông vừa rồi mình nói đó thì nên lọc ra đi để cho những ông tu chân chính đó người ta yên tâm ta tu, bởi vì dân người ta thương người tu hành lắm và tự thương những ông sư ông nội lắm, từ hồi xưa tới giờ mà rất là thương, nhưng mà bây giờ nó có mấy cái ông đó thành ra dân ta hết có thiện cảm với nhà chùa, hoang mang lắm, hoang mang lắm. Thêm chú bây giờ mà chú thấy cũng như gầm tháng bảy này đó. Dạ. Là chú định đi chùa đó. Dạ. Chú làm bánh làm đồ này kia chú định đi chùa luôn. Dạ. Nhưng mà thật sự giờ chú không đi. Sao vậy? Nhưng mà chú thấy nó có nhiều cái mà mình không nên đi luôn á. Rồi bị gì không ai nhận. Dạ. Chỉ có người đi mà không có người nhận. Ví dụ bây giờ chú vô trong chùa, chú cúng chùa thì thật sự là cúng trong chùa cho chùa, chứ còn cái người mà nhận không có, bởi vì trong chùa không có phát ra. Dạ. Thành ra mình không có nên đi vậy. Chứ đúng là chùa có làm Phật sự rồi có bố thí có đồ này kia nọ như hồi xưa đó. Dạ. Là không có con đạo nào, không có Phật tử nào mà bỏ chùa. Dạ. Chú là người nhiệt tình với Phật giáo luôn á. Dạ. Bởi vì chú đã có đi tu mà chú biết trong đó mà gia đình chú là mấy người đi tu chứ không phải là một người đâu. Dạ. Hiện giờ là em chú còn là một người tu cũng là chủ trì đó. Dạ. chứ không phải là không có người tu. Con thấy mà mỗi lần mà nói chuyện với lại chú Bình á, cứ có cái cảm giác là giống như là chú nói cho về đạo của mình, giống như là chú muốn là làm cái gì đó để mà cho Phật giáo tốt hơn, cũng giống như là con đường tu tập của mọi người á, theo chánh đạo và phân biệt được định rõ như thế nào là ma tăng, sàm tăng với lại cái nào là tăng nhân chân chính vậy đó. Thì chú là người mà hồi nhỏ chú vô chùa chú tu rồi gì nè, bây giờ giữa cái ma tăng sàm tăng á, với lại những người là chính tăng trực tăng vân vân, thì cái số lượng nào vẫn là áp đảo hơn, và liệu là mọi người muốn chú Bình muốn hỏi thử chú Bình là một người là giống như là mình hiểu về đạo Phật á, thì cái đường chân chính với lại người ta nói là cái thời mạt pháp á, là lúc đó là ma tăng nhiều hơn so với lại trực tăng, thì theo chú Bình là cái thời buổi của mình là nó như thế nào và còn tin tưởng được hay không chú Bình ạ? Không phải đâu con. Cái người chánh á, lúc nào cũng nhiều hơn kẻ tà. Yeah. Người chánh đông lắm, nhưng mà cái chánh phái á, con làm không có lợi tà phái. Tà phái á, nó thuộc diệt quỷ mà. Yeah. Nó thiên biến dạng quá. Yeah. Con không có làm lợi nó, nhưng mà nó không có hại được gì cho loài người mình thôi, nhưng mà nó làm nhiều cái mình khốn đốn lắm. Yeah. Nhưng mà bây giờ thí dụ như 100 người á, thì cũng như chú nói nãy đó, 100 người thì chỉ có 5 người thôi. Còn 95 người kia là người ta là chính phái rồi. Nhưng mà nó vô tình, nó chen vô đây là 95 người kia ảnh hưởng. Bắt buộc 95 ông kia cũng chơi chẽn, ông kia cũng phải chịu nhịn thôi. Mà những cái ông mà đáng thương nhất đó, bây giờ những cái chùa mà không có một bóng người lại đó. Con nghe mấy cái chùa đó có ông nào mà bị quần chúng nói cái gì, hay là bị trên cộng đồng mạng có phê phán gì không? Thật sự là không có. Chỉ có thương thôi. Nhưng mà bây giờ là dân người ta thấy những cái cảnh người ta chán ngán. Ta không muốn tới thôi, chứ không phải là những ông đó làm tội. Rõ ràng là cái thành phần xấu nó có rất là ít, nhưng mà nó làm, nó len lỏi vô đó làm bao nhiêu người khốn đốn. Dạ. Con thấy cũng như là trong quân đội cũng vậy đó. Dạ. Một sư đoàn chỉ có một thằng Điệp thôi. Thằng Điệp thôi. Dạ. Là con thấy cái sư đoàn đó nó sẽ tan tác luôn, nó đánh sẽ tan cả luôn á. Dạ. Bị dội trong xương dội ra mà. Dạ. Bây giờ cũng vậy. Dạ. Mấy ông sư này cũng vậy á. Sự thật thì khổ lắm, mấy ông sự thật hiện thời giờ khổ. Con thấy cũng nhìn hỏi cái Bà Rịa Vũng Tàu thôi. Dạ. Những cái chùa cũng như chùa ông Giác Nhàn. Dạ. Chùa ông Minh Hội. Dạ. Chùa cô Minh Đạo. Dạ. Còn những cái chùa khác nữa. Dạ. Con có nghe cái tiếng gì không? Cái chùa đó là không, tuyệt đối là không có nghe tiếng gì, mà hình như là Phật tử cũng rất là ít luôn. Dạ. Từ hồi xưa giờ cũng rất là ít luôn. Dạ. Nghe toàn là những cái chùa mà có danh có tiếng từ lớn 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 không. Dạ. Là nó nổi danh cộm luôn.
chứ đâu có mấy cái chùa đó đâu có tiếng tăm gì, con thấy không? Những người người ta tu hành thật sự tu hành thì đâu có cần gì đâu. Còn cái thằng cha này là bây giờ chúng nghe nói là ở ngoài Phan Thiết ông có một cái am ngang ở ngoài đó nữa đó. Ôi trời. Ông có cốc am gì ngang ngoài đó nữa đó. Nhưng mà bây giờ thì ông lên đó ông cứ nói ông ở nước ngoài không à. Mà chắc cũng có ngày chắc người ta tìm cũng được đó chứ không hay tìm được đâu. Cái thành phần này hình như là nó đủ thứ hỗn hợp trong đó mà nhiều cái xấu lắm, từ đời tư cho tới là những cái phát ngôn rồi gì nó không có vừa không chính thống mà còn giống như là muốn là đánh dư luận mà dẫn dắt dư luận theo đủ thứ chiều hết các con chú. Rồi con có thấy bây giờ cũng như vậy nữa nè, bà sư cô Diệu Hoan như cái ông sư mà mình mới vừa nói từ bữa giờ. Rồi thêm một ông nữa, cái ông này cũng rất là quen luôn mà chú nói lên là cộng đồng biết liền. Chú mở cái app ra, con nạp vô cái app 20.000 á thì được phù hộ một ngày, còn nạp vô cái app đó 50.000 á thì được bình yên một tháng. Chú hỏi chứ bây giờ có app là app điện tử, nạp vô ai phù hộ cho mình một ngày? Ông nói rõ cái người phù hộ coi một ngày cái. Đó là rõ ràng, con thấy xàm không? Quá xàm. Đó là cái thằng xàm rõ ràng luôn. Mà tại sao mà giáo hội thinh không để yên cho nó? Cái áp là nạp để làm tăng, với lại cái nào là tăng nhân chân chính vậy đó. Thì chú là người mà hồi nhỏ chú vô chùa chú tu làm gì nè. Bây giờ giữa cái ma tăng xàm tăng á, với lại những người là chính tăng trực tăng vân vân, thì cái số lượng nào vẫn là áp đảo hơn? Và liệu là mọi người muốn chú Bình muốn hỏi thử chú Bình là một người là giống như là mình hiểu về đạo Phật á, thì cái đường chân chính với lại người ta nói là cái thời mạt pháp á, là lúc đó là ma tăng nhiều hơn so với lại trực tăng, thì theo chú Bình là cái thời buổi của mình là nó như thế nào và còn tin tưởng được hay không chú Bình ạ? Không phải đâu con, cái người chánh á lúc nào cũng nhiều hơn kẻ tà. Người chánh đông lắm, nhưng mà cái chánh phái á, con làm không có lợi tà phái. Tà phái á, nó thuộc diệt quỷ mà nó thiên biến dạng quá, con không có làm lợi nó, nhưng mà nó không có hại được gì cho loài người mình thôi, nhưng mà nó làm nhiều cái mình khốn đốn lắm. Nhưng mà bây giờ thí dụ như 100 người á, thì cũng như chú nói nãy đó, 100 người thì chỉ có 5 người thôi, còn 95 người kia là người ta là chính phái rồi. Nhưng mà nó vô tình nó chen vô đây là 95 người kia ảnh hưởng, bắt buộc 95 ông kia cũng chơi trẻ, ông kia cũng phải chịu nhìn thôi. Mà những cái ông mà đáng thương nhất đó, bây giờ những cái chùa mà không có một bóng người lại đó, con nghe mấy cái chùa đó có ông nào mà bị quần chúng nói cái gì hay là bị trên cộng đồng mạng có phê phán gì không? Thật sự là không có, chỉ có thương thôi. Nhưng mà bây giờ là dân người ta thấy những cái cảnh người ta chán ngán, ta không muốn tới thôi, chứ không phải là những ông đó làm tội. Rõ ràng là cái thành phần xấu nó có rất là ít, nhưng mà nó len lỏi vô đó làm bao nhiêu người khốn đốn. Con thấy cũng như là trong quân đội cũng vậy nữa. Một sư đoàn chỉ có một thằng điệp thôi, là con thấy cái sư đoàn đó nó sẽ tan tác luôn, nó đánh sẽ tan gã luôn á, bởi vì dội trong xương dội ra mà. Bây giờ cũng vậy, mấy ông sư này cũng vậy á. Sư thật á thì khổ lắm, mấy ông sư thật hiện thời giờ khổ. Con thấy cũng nhìn nổi cái Bà Rịa Vũng Tàu thôi. Những cái chùa cũng như chùa ông Giác Nhàn. Chùa ông Minh Hội. Chùa của ông Minh Đạo. Còn những cái chùa khác nữa. Con có nghe cái tiếng gì không? Cái chùa đó là không, tuyệt đối là không có nghe tiếng gì, mà hình như là Phật tử cũng rất là ít luôn. Từ hồi xưa giờ cũng rất là ít luôn. Nghe toàn là những cái chùa mà có danh có tiếng, từ lớn không là nó nổi danh cộm luôn. Chứ đâu có mấy cái chùa đó đâu có tiếng tăm gì, con thấy không? Những người người ta tu hành thật sự tu hành thì đâu có cần gì đâu. Còn cái thằng cha này là bây giờ chúng nghe nói là ở ngoài Phan Thiết ông có một cái am riêng ở ngoài đó nữa đó. Ôi trời. Ông có cốc am gì riêng ngoài đó nữa đó. Nhưng mà bây giờ thì ông lên đó ông cứ nói ông ở nước ngoài không à. Mà chắc
cũng có ngày chắc người ta tiện cũng được đấy chứ không ai tiện được đâu. Cái thành phần này hình như là nó đủ thứ hỗn hợp trong đó mà nhiều cái xấu lắm, từ đời tư cho tới là những cái phát ngôn rồi gì, nó không có vừa không chính thống mà còn giống như là muốn là đánh dư luận mà dẫn dắt dư luận theo đủ thứ chiều hết các con chút. Rồi con có thấy bây giờ cũng như vậy nữa nè, bà sư cô Vũ Anh đó, như cái ông sư mà mình mới vừa nói từ nãy giờ đó, rồi thêm một ông nữa, cái ông này cũng rất là quen luôn mà chú nói lên là cộng đồng biết liền, kêu mở cái app ra, con nạp vô cái app 20.000 á thì được phù hộ một ngày đó, còn nạp vô cái app đó 50.000 á thì được bình yên một tháng. Chú hỏi chứ bây giờ cái app là app điện tử, nạp vô ai phù hộ cho mình một ngày? Ổng nói rõ cái người phù hộ coi một ngày chứ. Đó là rõ ràng, con thấy xàm không? Quá xàm luôn. Đó là cái thằng xàm rõ ràng luôn, mà tại sao mà giáo hội thinh không để để yên cho nó? Cái app là nạp để nạp vô để làm cái gì? Nạp vô để phù hộ cho mình được ngày, con nạp vô 20.000 để phù hộ cho con ngày. Rồi ai phù hộ? Bây giờ con chú nạp vô một chung app 20.000, bữa nay chú đi ra ngoài chú đi nhậu chú chửi người ta nè. Rồi chú nè, nó chú chịu hay là trên áp nó phù hộ, hộ chỗ nào? Nó vô lý, vô lý luôn á. Nhưng cái người đã tu là tới lên cái chức là thượng tọa trụ trì của một cái chùa, đứng trước là 5-7 ngàn người để mà nói chuyện, mà nói như vậy đó, con nghe coi, nói giống hệt như một đứa con nít mới 3 tuổi nói chuyện, nói gạt người ta. Con nít nó nói vậy, nó tính rồi nó khôn á, nó nói tự tao không biết, nhưng mà thật sự nó là cái đứa con nít. Còn cái ông này ổng tu là nhiều năm rồi đó, mà ổng lên ổng nói vậy chú nghe nó khó nghe. Rồi á, miễn người ta nói thì bắt đầu hâm ta. Ôi trời, hâm này chuyên nọ. Chú nói bây giờ thí dụ như chú là người ở ngoài nè, chú là người ngoài, chú không phải là người tu. Bây giờ ổng tu sai đó, chú nói đó, rồi ổng kêu Phật giáo, giáo hội Phật giáo làm gì chú? Chú nói riêng ổng đó. Ổng kêu Phật giáo hội Phật giáo làm gì chú, mà ổng nói là ổng kêu để là Phật hội giáo hội Phật giáo là ra cái này cái kia nọ, chứ còn ổng là ông thầy chùa mà cái gì mà không dám mà kiểu nói cũng như mà mượn danh để thì đó, mượn đạo tạo đời cũng biết không. Dạ vậy tu nhưng mà có cái hậu bao, tu mà lấy tiền để ghiêm thì đó, bởi vậy mới là ảnh hưởng tới những cái người mà họ tu chân chất thẳng thắn. Mà con thấy hình như á, cái nào mà yên bình á mới đúng là tu thật, và họ ít lên tiếng lắm chú ơi. Đúng rồi, con thấy cái người tu là người ta bỏ hết, xả bỏ hết. Bây giờ xả bỏ hết, ta không còn giữ cái gì hết, con chửi người ta tên đi luôn, rồi con làm gì làm đi, cái thân của người ta ta không kể nữa, cái thân mạng người ta xả bỏ luôn á, tới cha mẹ ta không nhìn luôn á. Đi cha mẹ ta cũng không nhìn, ta coi ai cũng là cha là mẹ của người ta, thân mạng của thì bán trái cây á, ở chỗ chùa của Năm á, thì ta bởi vậy mới làm thường đó. Là tiếp tục là cái chiêu bài là coi như mượn đạo đó, người ta phải tự mình bản thân mình á. Chứ bây giờ chú thấy ông Minh Đạo ông vậy, chú thấy tội nghiệp chết luôn. Mà bây giờ ông nói là ông đi lên đó ông nhập thất 3 năm nữa. Cô sư cô Diệu Hân là sư cô cũng hình như là con nhất. Khi mà người ta chạy đó thì là Phật tử hoặc là mọi người bá tánh này kia là thấy thương rồi, tại vì anh xả bỏ rồi gì hết, thì cái lòng thương như vậy đó, một á là mình có cái gì mình giúp người ta, còn không thì thôi đi ha. Còn đằng này ma tăng thì đúng ra là phải theo cái hướng như vậy, mà một rốt cuộc lòi môi móc ra rồi xong rồi còn chì chiết rồi còn nói xấu người ta nữa thì không nên chút xíu nào luôn. Biết không, cái gì vậy, người ta nói tà thì nó không thắng được chính là vậy đó. Bây giờ con làm một hỏi gì đó cho nó lòi ra. Bây giờ thí dụ như ông Thích Trung Quang á, nói bây giờ ông Thích Trung Quang nói được rồi, nếu mà ông không lên ông nói tầm bậy tầm bạ, ông không nói xấu gì ông Minh Tệ á, thì ai mà nói gì ông Thích Trung Quang? Ổng vẫn bình thường, ổng tu, mà tự ổng lên tiếng, ổng lên ổng kêu ông Thích Minh Tuệ là bằng thằng ba trận này thằng ba trận kia, thành ra người dân người ta thấy bức xúc, người ta mới lên tiếng, ta mới làm tới chỗ tới đỉnh vậy. Là tự ổng gây cho ổng chứ ai làm cho ổng mắc tới đó. Nghe không? Cũng như ông Thích Diện Đức cũng vậy.
thì giống như không cái pháp tự ổng là ổng lên ổng lên tiếng ổng nói ổng ổng chứ có ai buộc ổng ổng tu hoài ai có nói gì đâu như không có phát kêu cho một viên đen này viên đen nọ đó đó thì đó, tự ổng cái thời mà pháp đó nó khiến như vậy đó những cái sàm nó cái lời ra con giấy á mà con gói lửa thì gói than lửa không được nó phải cháy à giấy con để cái kim trong trong bọc mà con để cái kim á thì con nhích 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 từ 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 nó đâm lồi cái kim ra ngoài không có khi nào giấu được mấy cái chuyện đó giấu được bây giờ mà giấu sao được giấu bây giờ nếu mình nín tin á thì ấy mình đó ổng nó tin một đời rồi chứ không ai mai móc dẫn chút nào ổng dịch thì cái đó là cái từ từ đúng đúng không chú ừ đúng rồi dạ. Bây giờ ổng có làm sai cũng vậy nhưng mà ổng ổng được có sợ dạ thí dụ như ổng đã làm sai rồi dạ. Nhưng bây giờ người ta tu vậy người ta tu đúng đó thì dạ. Kệ người ta dạ. Mình sai thì kệ mình người ta không nói gì với mình thì mình đừng móc người ta thì cái sai mình nó không có lời dạ. Bây giờ ổng thấy ổng làm sai mà thấy ông kia làm đúng thì ổng sợ ổng lời ra bắt buộc ổng phải đánh ông kia ổng quật trong kia quật trong kia sập mà kết kết cuộc rồi ổng quật cái nó lòi cái đuôi ổng ra ta nắm ngay cái đuôi dính cái đuôi dạ. Nên vậy á còn cái thằng cha cha sư mà lên mới lên chửi này nè chú biết tên á mà chú không nói dạ bây giờ để cho cậu đâu biết cái thằng cha mà chửi ông minh sư minh đạo nè dạ. Kêu minh đạo bằng phá đạo này kia kia nọ với tế sống mình sư mình đạo rồi đó dạ. Cái thằng cha này không có lâu chú bảo đảm con không có lâu cha này chả không biết chả chả gieo cái hạt gì gieo dạ. cái nhân gì nhưng mà gặt quả rất là sớm luôn dạ. Trong vòng chú bảo đảm trong vòng một tháng nữa là cái quả này sẽ chín dạ. Dứt khoát cha này quả chín bà Diệu Hân bây giờ là quả chín rồi đó cô sư cô Diệu Hân ở. là sư cô cũng hình như là con nhớ sư cô nhiều hơn là hình như nói không tốt về thầy Minh Tuệ đúng, đúng rồi dạ. Mà chửi nhiều người luôn cái này là không phải mới đây mà nó đã từ lâu là người ta đã khi mà nghiêm bả từ lâu lắm rồi dạ. Từ hồi cái lúc mà nghệ sĩ Dũng Linh bả lợi bả lấy cái cây gậy mà bả chọt vô mã của nghệ sĩ Dũng Linh á dạ. Là cái bữa đó trong cái top YouTube đó, dạ. Mà nó đuổi ra đuổi về đó là hồi cái ngày Vũ Linh mất lên dạ. Là tới bây giờ mà bà cứ chỗ nào mà tránh đạo là bà cứ lùa lại bà làm hết sao giống quậy lên thì bà quậy lên bà nói là bà là cái người ở trên trời xuống mà bà là lãnh lĩnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây đó là bà làm vậy con coi bà nhìn thấy bà nói chuyện cái người mà có nói chuyện mà nhắm con mắt lại rồi con nghĩ coi cái nó kỳ lắm con người không phải là người tu. Ủa vậy là cái mắt mà lúc mà con coi á thấy là cái mắt mà con hay là ngang là vẫn thấy đường luôn nhưng mà sao lại con tưởng là không có thấy đường rồi thì đó chỉ nhắm mắt lại vậy đó người đó là thuộc gì mắt heo là cũng như giống như con heo nhìn bả giống như một con heo vậy chứ không có mà nói chuyện thì nó không đầu ra đầu chứ nói xàm nói là cái kiểu như là mê tín dị đoan không đó bà nói là chuyện gì mê tín dị đoan này kia kia nọ không đó à, cái bà này cũng thêm nữa nè bà này cũng không sớm muộn mà bây giờ là bị rồi đó qua bị lần lần rồi hôm rồi nó bị thằng đó nó chửi quá trời chửi kia nó chửi quá trời chửi mà giữa Sài Gòn đông người chứ mà nó chửi rồi bả còn hâm nữa bả đây bả là Ngọc Hoàng Thượng Đế gì sai bả xuống đây đó mà là có cũng như hâm kia là phạm được trời đó dạ là tiếp tục là cái chiêu bài là coi như mượn đạo đó mượn đạo để tự bên bản thân mình đó chứ bây giờ chú thấy ông Minh Đạo ông vậy chú thấy tội nghiệp cũng chết luôn dạ. Bây giờ ông nói là ông đi lên đó ông nhập thất 3 năm nữa dạ. Ông xuống nhưng mà mỗi năm ông hẹn là mỗi một năm á ông sẽ cái ngày lễ Vũ Lan hay gì đó là ông sẽ về á ngày Phật đản đó ông sẽ về một lần dạ. Cùng họp mặt với Phật tử dạ. Còn cái ông này thì ông kêu bên họ giáo hội Phật giáo á phải là đuổi cổ ông Minh Đạo ra lấy chùa lấy đất lại nhưng mà ông này ông không biết cái gì hết á đất đó là đất của ông Minh Đạo đất đó là của ba tánh đó của Phật tử đó hiến cho ông sư Minh Đạo chùa chiền là ông sư Minh Đạo tự dựng lên đó. Chỉ là ông sư Minh Đạo là ông có nhận y áo với bác là của giáo hội Phật giáo thôi bây giờ ông trả lại hết với cái cũng như cái bằng cấp của là ông trả lại hết
ổng không cái gì dính líu với giáo hội là ổng trả lại hết. Còn cũng như cái nhà nhà của ổng mà cái chùa là cái nhà của ổng dân á, người ta cho xây dựng lên á, cũng là dân đóng góp vô cho. Phật giáo, hội Phật giáo không có được bỏ được sinh nào ra để xây dựng cháu, ai lại lấy được. Nên là cái thành phần bên kia nói như vậy là coi như hoàn toàn không đúng rồi, đâu có căn cứ gì. Không căn cứ gì hết. Không có. Nếu mà có căn cứ thì đất đó của giáo hội Phật giáo đứng ra làm chủ. Nghe cái ngôi chùa đó của giáo hội giáo dựng lên thì ông siêu minh đạo giờ này còn được giữ cái chùa đó không? Khi ông này phát cái kia quảng cáo lên rồi tức là hết rồi thì tức là lấy lại rồi, nhưng mà bây giờ lấy được không? Cái ông sư mà hiện thời bây giờ mà kế vị của ông sư Minh Đạo đó là ông đệ tử mà ngày xưa ông sư Minh Đạo nhận đầu tiên về nuôi đó, bây giờ là ông đi du học ở nước ngoài, ông có bằng tiến sĩ đó, bây giờ ông về ông nhận là cái chức của ông sư Minh Đạo ở tại đó, ông sư Minh Đạo sẽ tự chức đi ẩn tu. Còn cái ông mà hiện thời giờ mà nhận cái chức là đệ tử của ông Minh Đạo mà ngày đầu tiên mà ông Minh Đạo nhận một em bé về nuôi đầu tiên nhất đó, bây giờ nó trưởng thành đó, là thành ông sư đó đó. Con nghĩ đi, mà bây giờ hỏi sao mà lại đuổi ông sư Minh Đạo. Hồi đó các cái chùa ở trên núi á, bị đuổi, trên núi là bị đuổi, đuổi mới tụt xuống dưới đất đó, đó là che một cái cốc nhỏ, cái liều nhỏ. Có một thời gian dẫn một cái số mà cô Nhi đó, ổng đi vô nghĩa địa ông ở luôn đó. Không có chỗ để mà cho 30-40 đứa ở, hồi đó chỉ có 30 đứa thôi, nhưng mà không có chỗ. Rồi dẫn vô nghĩa địa mà mưa gió quá, rồi dân người ta, Phật tử ta thấy ta thương, ta mới cho đất đó. Rồi người ta đóng góp vô là xây dựng cái ngôi tu viện đó, để cho mà nuôi trẻ em đó đó. Rồi bây giờ ông nào lại lấy giùm cái đi. Nói chuyện khơi khơi nó không biết gì á, mà nó kêu là nó làm như là nó lớn hơn ông Đức Pháp Chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam mình nữa vậy. Con thấy nó kêu giống như ra vẻ dữ lắm. Nó kêu phải là lấy cái chùa con này luôn á, làm như là ông Đức Pháp Chủ là làm dưới tay của ổng hay gì á, ổng làm ghê lắm. Mà cái ông này chắc ổng cũng không dám đi đâu nhiều đâu. Ông sợ ông đi tới đâu là người thì chúng là cũng chửi. Chú nghe có một cái kênh YouTube nào của một người phụ nữ á, nên nói là thôi đừng có làm giỡn chân á, đừng tặng cho ổng mỗi một người một viên gạch đi. Là con hiểu rồi đó, tặng cho ổng mỗi một người một viên gạch đi. Thì để cho ổng xây đó, ổng xây dựng gì đó, tặng cho viên gạch á. Thì con hiểu rồi, cái tặng viên gạch rồi đó. Người ta mỗi người viên gạch, ông này chắc là dư để là xây nguyên cái nhà luôn. Đó thì đó, tặng cho mỗi người viên gạch đó. Không có nguồn gốc, ổng bây giờ là coi như lên đên không có nguồn gốc, không biết ổng là tu ở đâu. Nói ông Minh Tuệ là tu lùm tu bụi này kia nọ, nhưng thật sự ông sư Minh Tuệ bây giờ là ngon lắm nha. Ổng tu là có cảnh giới đàng hoàng, có bảo vệ, có đồ đàng hoàng, chứ không phải nói là bình thường đâu nha. Không có xâm phạm ổng được đâu đó. Nói thiệt là trong cái Phật pháp, con nghe nói là khi mà một vị sư á mà họ tu, họ có cái đạo học hành nó cao á, thì về tâm linh á là như người ta nói là có những cái vị thần hộ pháp. Đúng rồi. Mà sư Minh Tuệ của mình á thì thiệt ra hình như có cả hộ pháp thật luôn á chú. Đúng rồi. Con thấy à, bây giờ là nói như vậy đó là mình nói cực khơi, chứ mà thật sự cái ngày mà còn ở ngoài, lúc ở ngoài Hà Tĩnh rồi ngoài á, là con thấy thật sự nguyên cái tăng đoàn đi bảy mấy người á, là hình như là có thật sự luôn á. Cũng như cái ông mà bây giờ ổng về rồi đó, ổng không còn á, cái ông mà nói hậu pháp, đức hậu pháp của pháp đó. Con nhìn thấy cái gương mặt ổng coi có phải y như hậu pháp không? Cái đó là cái điềm mà trời đó khiến cho ổng như vậy đó. Rồi lúc này á, là tan rã thì mỗi một người đi một nơi tu tập riêng, thì ổng sẽ có những cái gì khác để mà hộ trì ổng. Bây giờ con thấy nội mà chư thiên thôi là mình cái đó mình không thấy đâu. Nhưng mà nói thật sự là bây giờ cái chỗ của ổng đang tu tịch đây nè, con muốn vô đâu phải vô dễ đâu. Ổng đâu ai cấm ổng đi đâu, ổng đi đâu ổng đi tự do, nhưng mà cái chỗ của ổng ổng không đi đó, mà con muốn vô đâu phải vô dễ đâu, đâu ai cho ổng vô. Tức là người ta cái dạng như vậy, tức là người ta đã có cái sự giống như là người ta không cần phải cái sự bảo vệ, nhưng mà đã có thật giống như là duyên nó tới là
là đã được bảo vệ như vậy. Con biết không, cái viên ngọc quý á, dạ, lúc nào cũng giữ kỹ á. Dạ. Bây giờ con thấy cả thế giới này người ta sẽ nhìn về về Việt Nam mình, dạ, trông thấy cái ông Siêu Minh Tuệ, rồi giờ trông thấy ông Siêu Minh Đạt. Dạ. Hai cái viên ngọc quý này là không bao giờ người ta bỏ được con, rất là quý á, người ta rất là quý, rất là trọng. Còn nhìn chung quanh á toàn là đá sỏi không à. Dạ. Mà có một viên ngọc nó lóe lên một ánh sáng cái là người ta phải bảo vệ, và bắt buộc phải bảo vệ, phải giữ. Dạ. Con thấy bây giờ cũng như Siêu Minh Tuệ không đòi hỏi gì đâu. Dạ. Ăn một ngày một bữa, đi khất thực, đi xin ăn, quần áo thì mặc gấp tả tơi, nhưng mà bao nhiêu người muốn mặc quần áo gấp theo ổng. Thấy rõ ràng không? Có những cái, có những cái đơn giản như vậy mà tất cả mọi người cứ nhìn, mọi người cứ ngóng theo vậy. Mà bây giờ sáng á, người ta muốn mở cái tivi lên. Dạ. Rồi người ta tìm coi coi bữa nay ông Siêu Minh Tuệ ở đâu. Dạ. Rồi coi tìm coi ông Siêu Minh Đạo bữa nay sao rồi. Ha. Con thấy rõ ràng. Rồi tìm ông Như Ngộ, coi Như Ngộ ổng sao rồi. Dạ. Đó, quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe một ông chú chia sẻ về những ông Sàm Tăng như là ông Huệ Thuận v.v. Thì quý vị khán giả thấy như thế nào? Chú chia sẻ có hay, có chí tình, chí lý hay không à? Video hôm nay cũng khá dài, đúng không quý vị? Rất mong là quý vị khán giả cũng để lại bình luận, góp ý và nhận xét dưới phần video cho Hiếu biết nhé. Tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án Sàm Tăng, Thích Cung Dường, Thợ Tu, những ông này phá đạo hại đời và làm ảnh hưởng đến đạo Phật, nước nhà và giáo hội. Thì cũng rất mong là vị khán giả mạnh tay chia sẻ ủng hộ cho Hiếu và ủng hộ cho Sư Minh Đạo, Sư Minh Tuệ nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả vị khán giả trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.